Alo cả nhà nha, cả nhà khỏe không? Chúc cả nhà mạnh khỏe nha và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, hôm nay mình muốn chia sẻ một cái này nè, cái chủ đề của cái clip ngày hôm nay là không phải chỉ có phụ nữ mới làm mà chân tay làm đẹp đâu nhé. Mà bên Mỹ này phụ nam người ta cũng đi làm đẹp, người ta cũng đi làm chân làm tay, cũng giống như phụ nữ vậy, người ta giữ cho chân tay sạch sẽ. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình chia sẻ với cả nhà là người Mỹ, người nam á đi làm tay chân như thế nào. Ok. Cái anh chàng này thì ảnh là khách của tiệm mình cũng khoảng 3-4 năm nay rồi. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn cái anh chàng này nha. Ok. What is your name? Barry. Ok. How long you been doing this? Probably about 15 years. Oh yeah. And how do you feel about this? This is the best kept secret in the world. Oh yeah. And you like it, right? Yes, very much so. Yeah. Okay, and what's your suggestion for those men outside the world about this? They need to have it done. Yeah. I'm telling you, it makes your feet feel good. Uh-huh. And they should do it every month. Yeah, that's what I'm thinking too, you know. Yep. The men's supposed to do exactly the same like women, you know. It, keep hands and feet, you know, clean. And keep the feet clean and it makes you feel good and you get through the week great. Yeah. And I remember you said you like the Asian food, right? Yes, food? Yes, very much so. Oh yeah. Uh-huh. You have beautiful tattoo, buddy. Look at this. It's a nice one, yeah. Yeah, look at all. It's tattoo. Old. Oh yeah. Beauty. Yeah. 20 years old. Yeah. Long time, huh? Yeah, 25 years old. 25 years and still. Still looking good, right? Ok, bây giờ mình xin tạm thông dịch với cả nhà nhé. Anh này ảnh tên là Barry. Thì ảnh mình hỏi ảnh là ảnh làm cái tay với cái chân này được bao nhiêu năm nay rồi, thì ảnh nói là ảnh làm đẹp khoảng 15 năm nay rồi. Mỗi tháng ảnh đi làm một lần, làm tay làm chân cho sạch sẽ gọn gàng và feel good. Ok, rồi mình hỏi ảnh là ảnh có cái suggestion gì cho những cái người phụ nam outside the world. Thì ảnh nói là những người không phải chỉ có làm đẹp mới là của phụ nữ, mà phụ nam cũng nên đi làm đẹp để giữ cho tay chân mình sạch sẽ, gọn gàng với lại feel good. Rồi mình hỏi ảnh là ảnh có thích cái đồ ăn của châu Á không. Thì ảnh nói là ảnh rất là thích. Ok. Đây là cô Mai chịu, cô Mai mà thánh nữ bolero á, cô Mai chịu này đang làm chân cho anh Barry. Ok. Anh Barry này thì ảnh là người Mỹ nhưng mà ảnh thích ăn đồ ăn châu Á, ảnh thích đi châu Á chơi. Thường thường là ảnh đi Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan. Nó tóm lại là ảnh thường thường là ảnh đi du lịch á, mỗi năm là ảnh đi qua cái vùng châu Á của mình á. Ok. Thì ảnh nói là tại vì châu Á mình á, đồ ăn rất là ngon, rẻ và cái phong cảnh ở châu Á rất là đẹp. I told them you like travel to Asia, right? Yep. Why? It's cheap. Uh-huh. And it's a lot of fun. Uh-huh. And good food. And best food ever. Yes. Uh-huh. Darn right. Yeah. Okay. Anh Barry này ảnh có xăm những cái hình xăm ở trên cái ống nguyễn đó các bạn, quá đẹp đúng không? Những hình xăm của ảnh là 25 year rồi, 25 năm rồi nhưng mà vẫn còn đẹp. Màu mè nó vẫn còn sắc sảo quá. I told them you have to 25 year old. Yeah. They still looking good. I think so. And beautiful, yeah. Yeah. You're not getting any more? No, no more. No more for me. The kids say no more. Yeah. My son said no more. Okay, in the water test. Hôm nay thì mình chia sẻ với cả nhà là bên Mỹ này không phải chỉ có phụ nữ mới đi làm đẹp mà là phụ nam cũng đi làm đẹp bình thường nha. Thì cái tiệm của mình thì đa số là khoảng 40% là phụ nam, còn 60% là phụ nữ.
Mình có rất là nhiều khách hàng người phụ nam nhé các bạn. Anh này ảnh nói là khi mà làm chân á là mình feel good, mình cảm giác rất là kiểu như là relax and feel good. Very relaxing. Yeah, and feel clean. Look good after done. Yes. Sau khi làm xong á thì nhìn tay chân mình nó sạch sẽ, gọn gàng, bóng bẩy. Thành ra bây giờ á không phải chỉ có phụ nữ mới làm tay chân đâu nhé, mà là phụ nam cũng làm bình thường nhé. Đây là cô Mai đang chà cái muối này á, nó gọi là sea sauce. Cái muối này là lấy những cái da chết ở cái ống quyển ở cái bàn chân mình ra để cho da mình nó bóng bẩy. Còn đây là sea shot nha các bạn. Cái hũ sea shot này nè. Tại vì lễ rồi ở xa ta về chơi. Hũ sea shot này là của hãng Secret. Đi xa rồi kia đủ thứ. Cái sản phẩm này là nó đến từ cái biển chết, cái Dead Sea ở bên cái nước Israel. Còn đó là cái người neighbor của mình, cái người cái tiệm kế bên qua. Cái cô ấy chỉ biết nói một chữ thôi, chào, vậy thôi, ngoài ra không biết nói chữ gì ngoài chữ chào. Cô Mai á, cô Mai chịu dạy cô ấy, chỉ người cô ấy là người Mỹ nên ra dạy chỉ có một chữ là chào. Đó các bạn thấy không, lấy hết những cái da chết từ cái ống quyển xuống tới cái bàn chân. Hồi nãy á, các bạn thấy không, cái hình xăm á, nó không có bóng bẩy. Bây giờ sau khi mà chà cái sea salt này lên thấy không, nó bóng bẩy mịn màng, thấy chưa? Đó, thấy chưa, cái hình xăm bây giờ nó đẹp hơn hồi nãy rất nhiều, đúng không? Before and after, trước khi làm và sau khi làm, các bạn thấy cái hình xăm nó thay đổi liền không? Đây á, bây giờ mình giới thiệu tiếp nha. Đây là cái hiệu Secret. Nó đến từ cái biển chết ở bên cái nước Israel, nó gọi là Dead Sea. Những người nào mà đạo Thiên Chúa giáo thì sẽ rành về những cái này lắm. Cái này là nó có trong sách vở, nó có trong lịch sử. Đó. Còn đây là những cái lotion để một hồi nữa mà mình massage mình bỏ lên. Những cái lotion nó cũng hiệu Secret. Nó đến từ cái biển chết luôn nha. Cái này mùi này là mùi trái lựu á, hạt lựu á. Ok, so what you want to say to everybody in the YouTube community? For the community? Yeah, you know, like what you want to tell them about this, how you feel this, that. You gotta come to your shop and get it done. Yeah. Okay? Best place that you can come. Yeah. Okay? Yeah. And believe me, it's the woman's best kept secret. Uh-huh, yeah. It is. I love it. This is great. Yeah. Anh ta nói là khi mà làm tay chân vậy anh ta cảm giác rất là good. On YouTube. Yeah. How many followers yeah. he have on YouTube? Yeah. You don't know. In a minute, you go to my channel, you check it out. Yeah, I'm gonna check it out. Yeah. And then you might watch some video and subscribe my channel. Sure. Yeah. We go to YouTube. You gotta tell me which channel it is. I'll go there. And then you see, you know, she's singing karaoke. Oh, you sing karaoke too? Yes. Yeah. Yeah. Yeah, she did. So you talk about the whole shop life. Yeah. Hôm nay mình chia sẻ là người phụ nam làm chân như thế nào, thì nói tóm lại người phụ nam thì cũng làm chân giống như phụ nữ. Bên Mỹ này thì đàn ông cũng giống như đàn bà, thì người ta cũng đi làm đẹp, đi làm cho tay chân mình nó sạch sẽ, gọn gàng. Mình được cảm giác hưởng thụ, relax. You like having the Sunday off? Anh chàng này là ảnh tên là Barry. Ảnh độc thân nhé các bạn. Ảnh làm coi như là ảnh làm
firefighter, tức là ảnh là người làm phòng cháy chữa cháy đó, nói tóm là vậy. Và cái job thứ hai của ảnh là làm về construction. Thật ra những bạn phụ nữ nào mà có nhu cầu chưa có bạn trai, có nhu cầu kiếm bạn trai thì comment ở dưới cái clip này nha. Anh này ảnh tên là Barry, ảnh là handsome man and very funny and single. Yes, very single. Yeah, yes. Yeah. So, okay, now you want, what you want to say to all the women out there about this? Whatever you want to say, just say hi to all the women. Well, hi to all the girls out there. Yeah. Thanks for sharing your secret. Yes. Anh nói là anh say hi to everybody outside the world. Cái này là cái bí mật của người phụ nữ, nhưng mà bây giờ bị ảnh khám phá ra rồi. Tức là làm đẹp này là bí mật của phụ nữ, nhưng mà bây giờ bị ảnh khám phá ra rồi các bạn nha. Thank you. Yeah. Nice, they're all clean now. Cool. Yeah. But yeah, this one I get yesterday in the door. Are they off? Yeah, just peel it, yeah. Okay, Barry. Say bye to everybody, buddy. Bye. Make sure you come to Tony and Vicky's shop. Yeah. Thank you, buddy. Yeah. Chào cả nhà nha. Bây giờ mình phải tạm biệt rồi. Bye bye nha.